Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Và kính thưa quý vị, nếu thấy thông tin này quá thì cho mình một cái like và một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, hôm nay thì mình sẽ nói về cái MV mới ra của Vũ Luân, nghệ sĩ Vũ Luân và Hồng Loan. Chúng ta chưa có thể gọi Hồng Loan là ca sĩ, nhưng mà cái MV này lần đầu tiên xuất hiện giữa một người nghệ sĩ chuyên nghiệp, là một bề dày trong cái bộ môn nghệ thuật cải lương sân khấu của Hồ Quảng nữa, là con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh, là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Kỳ này ca chung với lại đứa con gái duy nhất của Vũ Linh và gây chấn động các bạn. Tại sao mình gọi là chấn động? Vì trong một ngày thôi thì cái số lượt view đã lên đến 923.000 người xem. Hiện tại bây giờ chỉ một ngày thôi. Một ngày thôi mà đã gần 1 triệu người xem. Cùng cái thời gian này thì Hồng Phượng không biết là vô tình hay là cố ý cũng cho ra một cái MV nữa, thì chỉ có 52.000 người xem. Nếu mà so sánh giữa Hồng Phượng và Hồng Loan, Hồng Phượng đã được mẹ rèn giũa về ca hát và được cậu dạy bảo về kỹ thuật. Rồi trong con đường ca hát nghệ thuật cũng đã được nhiều năm. Nhưng mà tại sao MV của Hồng Phượng chỉ có 52.000 người, trong khi đó Hồng Loan là một ca sĩ không chuyên, mới ra hát thôi. Như vậy mà MV của Hồng Loan đã lên đến 923.000 người xem. Hiện tại bây giờ tôi mới coi là các bạn, wow. Và phải nói thật sự rằng là làm cho anh hai Vũ Luân cũng hãnh diện lây nữa các bạn. Tại vì trước đây bao giờ chưa bao giờ mà Vũ Luân có một cái MV nào mới ra mà đạt được một ngày mà gần 1 triệu người view như vậy, chưa bao giờ có. Và tôi cũng thấy ít có ca sĩ nào đạt được như vậy, nhưng gần đây nhiều ca sĩ cũng có con số rất là tốt khi mới ra được một vài ngày. Ca sĩ Hồ Văn Cường cũng vậy, cũng rất là được fan ủng hộ, nhưng mà không có nhanh như cái mức độ này hết trơn á. Một ngày thôi là 1 triệu người coi, kinh khủng luôn các bạn ha. Có thể là lọt vào top tỉnh thành số 1 YouTube luôn đó. Mình hy vọng là vậy, và mình nghĩ chắc là như vậy luôn quá. Và kính thưa quý vị, trong năm 1996 thì trả lời phỏng vấn với báo chí thì cô Sáu Hồng Nhung kể chuyện rằng khi đó là phải chăm sóc cho Hồng Phượng và Hồng Loan. Một tuần, hai tuần gì đó thì cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mới về nhà thăm con. Và cô Sáu cũng có nói với lại những cái tờ báo và có nói với anh mình là Hồng Phượng thì ca hay hơn Hồng Loan nhiều. Không phải là tự khen, chính miệng Hồng Nhung đã có nói như vậy. Lúc đó thì hai bạn mới khoảng cỡ 9 tuổi, Hồng Loan và Hồng Phượng sinh cùng năm. Hồng Loan thì lớn hơn mấy tháng. Thông thường người ta sẽ đem con của người khác người ta khen, chứ không bao giờ người ta đem con mình ra để khen trước mặt người khác. Như vậy nó thứ nhất là không tốt, thứ hai nữa tự nhiên mèo khen mèo dài đuôi thì nó thấy nó lạ lẫm không các bạn ha. Nhưng mà cô Sáu hình như là muốn dìm Hồng Loan từ thời nhỏ lận. Lúc mà đã thấy phát hiện ra Hồng Loan cũng có một cái chất giọng từ bằng cho tới hơn Hồng Phượng thôi. Nhưng cô ta đã muốn cố nghệ sĩ đặt tất cả tình yêu thương và dạy nghề cho Hồng Phượng, chứ không phải là dạy nghề cho Hồng Loan. Cho nên đã có những lời không tốt, ảnh hưởng xấu đến cái lại tư tưởng của đứa bé. Nhiều khi mà mình đứa bé mà mới 9-10 tuổi bị chê, bị nói này nó kia nè các bạn, họ nó không nó bị ám ảnh và nó không muốn theo nghề nữa, tại vì nghĩ rằng ở giọng hát của mình không được. Tại vì nghĩ rằng lúc đó cô mình là nghệ sĩ, ba mình là nghệ sĩ, mà những người nghệ sĩ đã nhận xét được rồi thì chắc có lẽ là chính xác. Cho nên có lẽ từ lúc đó Hồng Loan không muốn theo cái nghề của mình nữa. Nhưng mà tới mấy chục năm sau thì chúng ta đã phát hiện ra nó đã khác đi những cái lời gì mà của cô Sáu Hồng Nhung ngày xưa đã nói. Thì ai cũng nói người ta sẽ không khen con mình hơn con người khác, công khai trên báo chí khi các bé đang còn nhỏ.
chứ không ai làm gì hết trơn á. Hơn nữa Hồng Loan lại là cháu ruột của mình nữa. Sau đó thì Hồng Phượng theo đuổi nghiệp ca hát thành ca sĩ chuyên nghiệp, sống bằng nghề ca hát, còn Hồng Loan thì không. Hồng Loan thì lập gia đình rồi chỉ có chăm sóc đàn con mà thôi. Và năm 2023, tức là 27 năm sau, mới đây Hồng Loan kết hợp với lại anh hai Vũ Lưng ra MV. Lần đầu tiên trong đời làm MV không có tập luyện nhiều về thanh nhạc nhưng Hồng Loan được ủng hộ. Phải nói rằng trong thời gian ngắn dĩ nhiên là không có học thanh nhạc rồi, mà cái này là cái chất giọng là trời phú cho đó các bạn. Mình phải nói thật sự mình cũng đã viết cái lời bình luận này trong cái bài viết của Lộc Phượng Cây đó các bạn. Đây là lời viết của mình. Anh có nghe cái này là không biết sao đây, tự nhiên là lại là như vậy đây. Anh có nghe giọng của Hồng Loan hết rồi, giọng hát không cao vút, không có điệu đà, không kỹ thuật luyến lái nhưng rất lôi cuốn người nghe. Không phải vì mình ủng hộ cho Hồng Loan và mình nói thế, mà trong chất giọng của Hồng Loan có một sự u ẩn nào đó, hơi khàn khàn nhẹ, hát như là lời tâm sự, như đang kể chuyện, rất là tự nhiên, mộc mạc, làm cho người nghe bị lôi cuốn vào câu chuyện tình dang dở. Để mình chỉnh sửa cái này lại chút xíu các bạn ha. Rồi sao mà thắt kỳ cục nè. Mình viết thì nó không phải gì, nhưng mà khi mà mình đọc lại cái bài bình luận của mình sao mà nó khác hẳn với cái những lời mình nói. Để mình sửa lại cái này chút xíu các bạn ha. Ok, để chút xíu nữa mình sẽ bây giờ để chúng ta nghe thử cái lời Hồng Loan cho chút xíu các bạn ha. Cái giọng hát của Hồng Loan á, thì các bạn thấy không, không có điệu đà trong đó, không dùng kỹ thuật nhiều, nhưng mà rất lôi cuốn người nghe. Về cái chất giọng nó hơi khàn khàn nè, nó mộc mạc lắm, chân chất lắm, và nó giống như là đang kể chuyện nha, rất là tự nhiên và một như là một đang kể một câu chuyện tình dang dở đấy các bạn, cho nên rất là cuốn hút cho người nghe. Không ngờ mới ra gần một ngày thôi mà có 923.000 lượt xem, còn Hồng Phượng chỉ có 52.000 lượt xem trong cái giờ lúc này luôn. Như vậy là chỉ bằng bao nhiêu các bạn? Rất là con số rất là thấp phần trăm nếu mà so với lại giữa Hồng Phượng và Hồng Loan. Nếu mà Hồng Phượng cố ý ra cái MV cùng ngày với Hồng Loan như vậy á, thì thật là không có thông minh chút xíu nào trên. Một người chuyên nghiệp mà đi so sánh với một người không chuyên là tự hạ thấp cái đẳng cấp của mình rồi, và tự dưng nâng tầm đối thủ lên, không các bạn? Đấu võ luôn có hạn cân đấu với nhau, một là để đấu công bằng, hai lỡ thua cũng không mất mặt. Nếu mà mình đã đi hát lâu năm mà bây giờ mình đem cái MV của mình ra cùng với lại MV của Hồng Loan, thắng thì không nói gì, tại vì người ta cũng nói bạn cũng đã đi ca hát rồi, bạn cũng là ca sĩ chuyên nghiệp rồi, còn thua mới là sự mất mặt.
thua mới là sự ê chề đau đớn nhất, mà không phải thua với cái con số nhỏ cùng với nhau ra một ngày, chẳng hạn như Hồng Loan được 100.000, Hồng Phượng được 50 mấy 60 ngàn người thì ok, thua nó còn dễ coi. Còn cái này, cái lượt xem của người ta cả triệu người xem, còn Hồng Phượng thì mới có 52 ngàn. Đây là sự thua mà thua một cách nhục nhã nhất, chưa từng thấy từ một người ca sĩ chuyên nghiệp sống bằng nghề ca hát và được đào tạo bởi trường lớp và có cậu của mình là cố nghệ sĩ Vũ Linh nâng đỡ, trong khi đó thua con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh, mặc dù người ta không có đi hát, không có tập luyện nhiều, không tập thanh nhạc, không gì hết, mà cái chất giọng người ta nó hay vô cùng và được nhiều người ủng hộ. Như vậy thì hãy nên coi cái cách ăn ở và cái cách mà mình xử sự như thế nào, chứ không phải là lúc nào cũng nói người này sai, người kia sai, người nọ sai. Nhưng mà thật sự chính mình là cái người sai nhiều nhất. Trải qua một lần này rồi, không biết Hồng Phượng có rút tỉa kinh nghiệm gì nữa hay không, hay là lại cứ tiếp tục căng thẳng và muốn đấu đá và đưa những đơn đâm những lá đơn kiện Hồng Loan ra đây, hay là chết rồi, mình quên nói cái vụ này nữa, Hồng Loan phải coi chừng. Tại vì Hồng Loan cũng mang họ Hồng, cũng là Hồng, chứ Lót là Hồng, Hồng Phượng cũng là Hồng, và các MV này cùng ra một ngày, coi chừng đó nha, coi chừng bị đồng sở hữu đó. Không chừng Hồng Phượng cũng đâm cái đơn kiện, nói là bây giờ cái MV của hai chị em mình ra cùng một ngày thì kiện luôn, đồng sở hữu. Bây giờ cái gì cũng thích đồng sở hữu lắm, Hồng Phượng mà, lập vi bằng và đồng sở hữu liền. Phải nói thật sự anh hai Vũ Linh cũng hãnh diện đứa em gái này. Bây giờ đã hợp tác chung với đứa em gái ra một cái MV mà rất được nhiều người ủng hộ. Phải nói thật sự chưa có cái MV nào mình đã coi của Vũ Linh rất nhiều, chưa có cái MV nào mà đạt người xem nhiều như vậy trong vòng một ngày. Phải nói là lên top hạng nhất luôn mới đúng luôn á, tại vì một cả triệu người xem nữa mà. Trong đây có một lời bình luận của Như Quỳnh. Ve là một ca sĩ chuyên nghiệp ấy vậy mà bên Ve đi so sánh với người không phải là ca sĩ Hồng Loan, đúng là ta không thể ngủ. Tuy nhiên 23 giờ đã có 671.000 người xem được thằng top thứ 6 âm nhạc thịnh hành. Giọng Hồng Loan mộc mạc nghe chạm đến trái tim, bà mớm bà dễ thương vô cùng, nghe ngày nay hơn đã chục lần rồi. Vâng bạn, hồi lúc nãy là 671 mà bây giờ là 923 rồi. Mình trong vòng 1-2 tiếng nữa sẽ đạt được 1 triệu và mình sẽ vào cái top thịnh hành. Mình sẽ nghĩ rằng là top thứ nhất hay top thứ hai luôn rồi. Cái bạn này là bạn Hồng Phương chứ không phải là Hồng Phượng nha. Không cần gì giọng hát hay hoặc không hay của Hồng Loan, nhưng cảm xúc trong tâm hồn của em ấy đã làm cho người khác xúc động. Hồng Loan vừa cất tiếng hát, mặc dù không qua thanh nhạc nhưng mọi người nghe là khóc. Đó là một cung bậc cảm xúc không có ít nghệ sĩ nào có được. Bây giờ bà Sáu mà có cho con bà chết đi sống lại 100 lần cũng không được như Hồng Loan đâu. Phải nói cái cung bậc cảm xúc và cái tiếng hát mà đi vào lòng người để các bạn nó khó lắm. Lúc trước là có cậu bé là Hồ Văn Cường đó, thì khi mà cậu ấy hát lên á, cái âm hưởng dân ca của và cái cách luyến lái của cậu ấy vừa bật lên là có rất nhiều người họ nghe và họ rớt nước mắt. Họ nói rằng tiếng hát của Hồ Văn Cường nó chạm đến trái tim người nghe. Và bây giờ mình cũng nghe cái giọng hát của Hồng Loan của mình, nó mộc mạc, đơn sơ, nó chân chất lắm. Nhưng mà khi mà cất tiếng hát, cái nó hơi khàn khàn một chút xíu. Nhưng mà từ cái đó nó cũng là cái ưu điểm của Hồng Loan, ít có ca sĩ nào được như vậy. Mình thấy đa số những ca sĩ có giọng hơi khàn khàn với các bạn, ca hay không à. Hồng Loan tuy rằng người nhỏ nhắn, cái giọng hát thì nó không phải là cao vút lãnh lót này kia nọ,
nhưng mà khi mà cô ấy cất tiếng hát lên, nó làm cho người ta dễ rung động đến trái tim lắm. Có thể là người nghe có người có khóc ngay chứ không phải là không đâu. Những người lớn tuổi á, nghe, hoặc là những người mà thất tình á, nghe cái giọng của Hồng Loan á, nó như là một cung điệu dang dở, một cái câu chuyện tình buồn nha. Nó làm cho người ta nó mang máng nhớ về một kỷ niệm rất nhiều. Trang Võ: những chuyện đem con của mình ra so sánh hơn thua với kẻ khác, giống như là Hồng Loan và Hồng Phượng, thì em đã ném trải nên đã hiểu. Kể ra cũng tội cho Hồng Phượng, thay vì cô Hồng Nhung dạy con kiểu khác thì Hồng Phượng đã có cái cách sống tốt và là một ca sĩ tốt hơn nữa rồi. Gia Lễ: thật sự Hồng Loan ca chưa hay gì mấy, nhưng tôi vẫn xúc động khi xem và thích xem hoài. Mong Hồng Loan vẫn mãi cách ứng xử như bây giờ, giản dị mộc mạc, chân thật và chân thành. Có nhiều là bình luận để lại lắm các bạn. Ai nấy đều chúc mừng cho Hồng Loan ha. Những chuyến xe cuộc đời, Những chuyến xe cuộc đời là MV đầu tiên của Hồng Loan và Vũ Linh. Còn bên Hồng Phượng thì Sao Trời Làm Gió đó. Trong khi một con người lấy cái bản nó chân chất, nó rõ ràng từ cái tựa đề Những chuyến xe trong cuộc đời của mình, đó là hành trang trong cuộc sống, nó trải qua ngọt bùi cay đắng, sung sướng hạnh phúc. Còn Hồng Phượng thì sao? Sao Trời Làm Gió, đi kiện con người ta bằng những thủ đoạn nó không hợp lý hợp tình, muốn đồng sổ con người ta và muốn lấy hết tất cả những gì tài sản của cha người ta để lại. Đó là một chuyện làm sao trời làm gió. Cô này hay mơ mộng sao trời và gió trăng mây mơ lắm không? Hỏi các bạn chứ, một đứa cháu ngoại tộc họ Lê mà đi kiện người ta con cháu họ Võ, nếu mà nói cái gia tài hay là cái đồng sở hữu hay là cái nhà từ đường này, những người con cháu trong gia đình của họ Võ như Thành Mỹ, Bùm Bùm còn chưa lên tiếng. Đằng này là một đứa cháu họ Lê ngoại tộc, Sao Trời Làm Gió, nổi cái MV không là cũng đủ hiểu rồi các bạn ha. Mơ mộng không chịu làm bằng đôi bàn tay, bằng khối óc, mồ hôi nước mắt của mình, mà muốn ngồi ở đó để hưởng phước, để hưởng những cái gì của người khác làm ra. Nói một cách khác là ăn cướp trên cái tay của người khác bằng mồ hôi nước mắt. Thôi thì cô cứ hái sao trời làm gió. Còn Hồng Loan thì với những chuyến xe trong cuộc đời cùng với lại tất cả khán giả của chúng ta. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích nhớ bấm cho mình cái like và một lượt đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều.